Vị thánh của tinh thần bất bạo động. Ngày 3 tháng 1 năm 1997 là ngày kỷ niệm 49 năm Gandhi Mohandas Karamchand bị một thanh niên Ấn giáo cùng tín sát hại. Trong lễ tưởng niệm này, một ít tro tàn còn sót lại sau khi thân xác của ông được thiêu đã được rải xuống sông Hằng, một dòng sông vốn được xem là nguồn nước thánh thiêng của Ấn Độ. Năm 1948, sau khi được hỏa táng, tro tàn của ông đã được mang đi và rải xuống các dòng sông trên toàn quốc, và có một người nào đó quá sùng mộ ông đã cất giấu đi một ít tro tàn của ông trong một ngân hàng, cho mãi đến ngày nay mới quyết định trao lại cho chính phủ. Nói đến Gandhi là nói đến tinh thần bất bạo động và tự túc tự cường cho đất nước Ấn Độ, một tinh thần mà ông đã được gợi hứng từ văn hào Nga Leon Tolstoy, văn hào Mỹ Henry David Thoreau, và đặc biệt là từ Đức Giêsu qua các sách Tin Mừng. Có một giai thoại kể lại, lúc còn là luật sư hành nghề tại Nam Phi, một ngày nọ, muốn tìm hiểu về Kitô giáo, ông đã đến một nhà thờ Anh giáo. Nhưng vừa đặt chân vào nhà thờ, ông đã bị một người da trắng chặn lại và nói: "Đây là nhà thờ dành cho người da trắng, xin mời ông vui lòng tìm đến một nhà thờ khác dành cho người da màu." Gandhi quay gót trở ra và đã tự hứa sẽ không bao giờ đến bất kỳ một nhà thờ nào nữa. Vậy mà sau một thời gian, chính Gandhi đã nhìn nhận: "Qua những gì tôi có thể hiểu được về Kitô giáo, ban đầu tôi đã có định kiến rằng là một người Kitô hữu có nghĩa là một tay cầm chai rượu mạnh, còn tay kia cầm một miếng thịt bò bít tết. Nhưng sau này, chính bài giảng trên núi của Đức Giêsu đã xóa bỏ nơi tôi ý tưởng đó. Khi tiếp xúc với những người Kitô hữu chân chính, tôi mới thấy bài giảng trên núi là tất cả Kitô giáo. Chính bài giảng này đã giúp tôi yêu mến Đức Giêsu hơn và muốn sống được như người dạy. Do thế, mặc dù với vai trò là một nhà lãnh đạo chính trị, Gandhi luôn xác tín rằng tinh thần bất bạo động hoàn toàn không phải là một sự khiếp nhược hay trốn chạy buông xuôi trước những đàn áp và bất công. Trái lại, bất bạo động là thiện chí của những người kiên quyết đấu tranh để kiến tạo hòa bình. Thế nhưng, tôi không muốn có được hòa bình với bất cứ cái giá nào. Tôi không bao giờ muốn thứ hòa bình mà người ta có thể tìm thấy nơi những hòn đá, nơi những nấm mồ. Tôi chỉ muốn thứ hòa bình cất giấu trong trái tim mỗi người, nó được bắn đi khắp nơi trên thế giới như những mũi tên không có đầu nhọn, không bôi chất độc, không làm hại ai, bởi vì đó là những mũi tên được bọc bằng tình thương của Thiên Chúa tối cao." Với một cuộc sống khắc khổ, luôn cầu nguyện, ăn chay với rau quả và uống sữa dê, ông đã được người Ấn Độ và thế giới gọi là Mahatma Gandhi, nghĩa là vị thánh rất mực đáng kính. Thank you.